Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 12, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Phước Hưng, trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đến dự. Theo đó, đồng chí Nguyễn Phước Hưng, trưởng Ban Dân vận Thị ủy, nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 theo quyết định 2505 QĐ-TU ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng ghi nhận và đánh giá cao những công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Phước Hưng trong suốt nhiều năm công tác với các vị trí khác nhau. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Nguyễn Phước Hưng dù đã nhận quyết định nghỉ hưu nhưng với năng lực và kinh nghiệm sẽ tiếp tục theo dõi và tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã Tân Châu trong thời gian tới.